Chào mừng các bạn. Rồi, tập podcast của CAD Radio ngày hôm nay là tập có thể xem là cuối cùng khép lại năm cũ của năm 2022 theo lịch âm ha. Rồi thì hy vọng là cái tập này chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự một cách thật là vui vẻ và cũng như để lại một cái dấu ấn gì đó khép lại một năm thành công đã qua nha. Thì sau tập ngày hôm nay thì CAD Radio xin phép được tạm nghỉ sớm Tết. Và đương nhiên trong cái quá trình mà nghỉ Tết, nếu mà có cái gì hay hay vui vui thì sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người, yên tâm hen. Nhưng mà cứ xin phép trước, lỡ không ra tập được thì mọi người cũng không có trách, cũng thông cảm nha. Rồi thì ngày hôm nay của bạn như thế nào? CD cảm thấy là không khí Tết nó đang đến gần, rất là gần ở Sài Gòn và các tỉnh khác, nhất là những cái tỉnh mà trồng hoa đó, thì bây giờ chắc là rộn ràng dữ lắm. Tại vì đi qua những cái con đường ở Sài Gòn hiện tại thôi mà tôi đã thấy hoa cỏ quá trời nhiều luôn. Hoa mai, hoa đào, hoa cúc, hoa lan, rồi các tường, thực dược, cẩm chướng, đủ kiểu hoa hết các bạn. Nhiều vô số kể. Mà ý là chỉ có nụ thôi nha, mà đã rạo rực hết rồi. Tự nhiên cái hồi nãy tôi cũng có đi chạy qua cái chợ hoa các bạn, thì thấy bắt đầu người ta bán đồ nhiều lắm. Mình cũng bon chen, mình cũng vô, mình chạy sơ sơ lướt lướt thôi, xem thử có gì vui không. Thì tôi thấy là trên cái đoạn đường mà đi đến chợ hoa, ngoài cái khu vực chợ hoa ra, thì hầu hết vẫn là những cái sạp bán hàng, tạp hóa, quần áo, giày dép, rồi những người bán cơm, những người bán hủ tiếu. Buổi tối thì hầu hết những con đường đều rất là đông đúc. Và cũng có những nơi có những cái hoàn cảnh ở những trụ đèn xanh đèn đỏ, các cháu bé vẫn đi xin, cái cụ già vẫn ngồi đó bán từng hộp tâm. Rồi người đi đường thì cứ vội vã như vậy. Rồi tôi với lại anh bạn của mình mới ngồi trên chiếc xe và nói với nhau là tính là Tết này sẽ chi những cái gì, cái gì, cái gì. Rồi mình sẽ sắm sửa cái gì, cái gì, cái gì. Rồi nhà bạn thì sẽ làm cái gì, nhà tôi thì sẽ làm cái gì. Kiểu như mình khoe với nhau vậy đó. Cái tự nhiên anh bạn của tôi hơi bị áp lực về kinh tế, và tôi cũng cảm thấy là kinh tế nó cũng áp lực. Thế là tôi lại buộc ra một câu: đang yên đang lành thì Tết. Cái anh bạn tôi cười quá trời các bạn. Và cái chủ đề ngày hôm nay, cái tựa đề đó là đang yên đang lành thì Tết. Các bạn có cảm thấy như vậy không? Bình thường nha, bình thường mình vẫn kiếm sống, mình vẫn đi làm một ngày 8 tiếng hay có khi mười mấy tiếng. Mình làm, mình chạy deadline hụt hơi luôn. Rồi những bạn đi học thì kiểm tra rồi cái kiểu liên tục. Bình thường cuộc sống cũng áp lực mà. Nhưng mà tự nhiên bây giờ nghe tới chữ Tết, hay các bạn áp lực ngang, áp lực còn hơn nữa. Tôi tự hỏi có phải tự mình hù mình không? Tự mình làm cho mình mệt mỏi thêm không? Tại vì theo tôi biết thì Tết đó là một cái dịp để chúng ta có thể nghỉ ngơi, chúng ta có thể về thăm gia đình, đến những cái nơi mà mình yêu thích, làm những cái việc mà mình bình thường mình không có thời gian làm. Đơn giản nhất là dành thời gian cho bản thân đó các bạn. Có những bạn nói rằng là Tết là em ngủ nguyên một ngày luôn, em ngủ suốt từ ngày này qua ngày khác. Thật ra cũng đâu sao các bạn. Tết của các bạn hãy nghĩ nó là một cái kỳ nghỉ lễ để bản thân mình có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Có thể bình thường á, các bạn thức khuya nhiều quá, các bạn bận bịu quá. Còn bây giờ thì khác rồi. Bây giờ thì có thể là các bạn có thời gian để mình nghỉ ngơi, để mình trồng hoa, ngắm lá, để mình nói chuyện với gia đình, để mình ngủ, đơn giản vậy thôi các bạn. Bạn có tin không? Có những lần, có những ngày á, tôi nhìn thấy những cái quán cơm bình dân á các bạn, người ta ăn cơm rất là vội vã. Tôi không biết trong nhà hàng sang chảnh có vội vã như vậy không thì tôi không rành. Nhưng mà ít ra là trong tầm mắt của tôi á, vào cái giờ cơm trưa á, người ta ăn cơm vội vã lắm các bạn. Cái điều mà không có kịp nhai nuốt luôn á, bỏ vô họng là nhai sợ sạo vài cái là bắt đầu lại tiếp tục lên xe. Công việc nó cứ liên tục đẩy chúng ta đi rất là nhanh, không có thời gian để nhìn lại xem một năm qua mình có cái gì, mình có cái gì vui, mình có cái gì buồn, bài học gì, hạnh phúc gì, ít khi lắm. Bởi vậy tôi nghĩ ông bà cha mình ấy, ngày xưa tới giờ có cái tục lễ Tết để chào đón năm mới, để mình nghỉ xả hơi các bạn. Đó là cái dịp chúng ta nghỉ xả hơi sau một năm quá mệt mỏi, một năm áp lực. Vậy thì tại sao chúng ta lại còn áp lực thêm cái chữ Tết làm gì? Thật ra nếu nhà nào mà có điều kiện thì mua sắm một chút, trang hoàng một chút để con cháu về cảm thấy cái sự ấm cúng,
cảm thấy được cái sự trọn vẹn, có cái chỗ để chụp hình vui vẻ, nhìn thấy không khí Tết cũng được, cũng ok. Nhưng mà nếu những gia đình bình dân, những gia đình mà người ta còn đang chật vật quá, thì đừng áp lực Tết bằng cái cách là Tết là phải có cái này, phải có cái nọ, phải có bánh chưng, phải có bánh tét thì mới gọi là Tết, phải có củ kiệu thì mới gọi là Tết, rồi phải có mấy chậu bông thì mới gọi là Tết, phải có đốt pháo này kia mới gọi là Tết. Thì tôi nghĩ cái đó không cần thiết lắm các bạn ơi. Đừng áp lực mình nữa, đừng có để chữ Tết trở thành một cái gánh nặng, mà hãy để nó trở thành cái dịp mình được thoải mái, tận hưởng cuộc sống sau những cái ngày không có thời gian để thở, để ăn, để ngủ. Chúng ta sống lâu hay mau, nó không quan trọng bằng cái việc mình sống như thế nào mỗi ngày. Và cái dịp Tết là cái dịp hoàn toàn phù hợp để các bạn có thể dành thời gian cho bản thân và những người mình thương yêu. Có thể các bạn không đủ tiền mua một cái chậu mai, một cái chậu đào lớn, hoặc các bạn không đủ tiền để mua quà, mua bánh đắt tiền gửi cho người này người kia, thì thôi, mình có thể ngồi lại mình ăn với nhau một cái bữa cơm đơn giản thân mật, hoặc mình dùng cho nhau những cái lời chúc vui vẻ, những lời chúc may mắn vào dịp năm mới. Rồi tiếp cái phong tục lì xì nữa nè. Nhiều người Tết người ta ngại đi chơi á, bởi vì cái phong tục lì xì. Thực ra một số nơi á, lì xì tiền á, nó không có phải là số quá nhiều đâu các bạn, chỉ có 10.000, 20, 50 vậy thôi. Và cái người nhận là những đứa nhỏ, thì bọn nhỏ tụi nó sẽ chúc những cái câu chúc, chúc cô, chúc dì, chúc chú năm mới phát tài, dồi dào sức khỏe, chúc cho những ai cần cái gì thì họ sẽ được cái đó, rồi nhận lấy cái phong bao lì xì. Đây là một cái phong tục rất là đẹp để kỷ niệm, để nhận những cái lời chúc, để cho những đứa trẻ nó có cái niềm vui. Nhưng mà tôi thấy càng ngày càng biến chất các bạn. Càng ngày là phải lì xì số lớn thì mới vui, còn lì xì mấy cái số nhỏ thì không vui. Như vậy thì không đúng các bạn ơi. Tự nhiên áp lực làm gì cái chuyện đó. Cái câu chúc đầu năm á, là một cái điều gì rất đẹp, và mình đừng có vì cái trị giá của đồng tiền làm mất đi cái đẹp của lời chúc đó. Nếu mà các bạn có nhiều thì các bạn cho nhiều, nếu các bạn có ít thì các bạn cho ít. Hãy cho lũ trẻ nó có cái kỷ niệm tuổi thơ với Tết đẹp đẽ bằng những câu chúc, bằng cái hành động đẹp. Chứ đừng có để cho tụi nó theo cái luồng thói quen là cô này cho con nhiều tiền này, con cảm ơn cô đi, cô kia cho con ít tiền, thôi con kệ cũng được. Đừng dạy con trẻ như vậy nha các bạn. Hãy dạy cho tụi nó cái lòng biết ơn khi ai đó cho tụi nó cái gì. Và đừng có tiêm vào đầu của tụi nhỏ rằng lì xì là phải kiếm được bao nhiêu á. Đứa nào kiếm nhiều là giỏi, đứa nào kiếm ít là dở. Không phải các bạn, đừng làm như vậy. Cái trường hợp này là tôi gặp nhiều, mà ở dưới quê cũng có, mà ở trên thành cũng có, chứ không phải là tôi nói điêu đâu các bạn ơi. Bây giờ nhiều người phụ huynh á, hay kiểu là đâu Tết này con kiếm được nhiều, kiếm như đây là nhiều là giỏi nè, là hay quá ta. Còn đứa nào mà kiếm ít, trời ơi vậy là dở rồi. Mấy bạn làm vậy là tự nhiên tụi nhỏ nó sẽ cảm giác là nếu mà kiếm được ít tiền như vậy là tụi nó không có bằng bạn, bạn bè, bằng anh chị em của tụi nó. Rồi tụi nó lại hiểu sai về cái giá trị đồng tiền. Trong khi cái chúng ta cần nói nhiều ở đây là những cái lời chúc mà các bạn, những cái điều may mắn mà, đúng không? Đừng như vậy nha. Bớt đi cái gì thì tự nhiên mình đỡ áp lực cái đó. Và đừng để Tết trở thành một trong những cái lý do khiến mình chôn bản thân trong những cái tiêu cực, và chỉ muốn ở nhà với bốn bức tường, không muốn gặp người ngoài, chỉ vì trong cái năm đó mình sơ sẩy, mình không có thành công, mình lỡ vì thất bại, thì tự nhiên Tết cái mình không muốn gặp ai. Sao vậy? Chi vậy? Dành thời gian cho bản thân và gia đình, những người thân yêu mình đi nha. Rồi cái việc tiếp theo nữa là lấy vợ gả chồng, rồi kiếm tiền. Nếu mà các bạn không muốn trả lời những cái câu hỏi ví dụ như về thu nhập, về cái việc có người yêu hay lấy chồng, ế độc thân rồi cái kiểu, những cái câu hỏi mà các bạn không muốn đề cập. Các bạn đang vui cái có người hỏi sao năm nay ế hả con, hoặc là năm rồi kiếm được nhiêu, cho cha mẹ được nhiêu cái kiểu. Nếu mà cái người hỏi, người ta hỏi với cái góc độ quan tâm thật sự, các bạn cảm nhận được á, thì các bạn cứ trả lời theo cách mình muốn. Còn nếu mà các bạn cảm thấy cái người hỏi chỉ để so bì, so sánh với con họ, hoặc họ hỏi để họ dò xét, để họ tìm cái để họ châm biếm mình á, thì các bạn không cần phải trả lời. Và trong trường hợp nếu những câu hỏi mình không muốn trả lời thì chỉ cho các bạn một mẹo. Các bạn hãy hỏi lại người đó bằng những cái câu hỏi mà khiến cho người đó không có thể nào trả lời được, hoặc người đó quên đi cái việc bới móc bạn. Đơn giản thường tôi sẽ hỏi lại là
là tại sao cô, dì, chú, bác lại muốn biết cái điều này, tại sao? Hoặc là bạn có thể hỏi lại là à, vậy con của dì, cháu của dì như thế nào? Có nhiều người sợ, e ngại cái việc là phật lòng người này người kia. Nhưng mà các bạn cứ nghĩ đi, người ta đâu có sợ các bạn phật lòng đâu, mà các bạn phải sợ người khác phật lòng. Khi khách đến nhà, mình là chủ thì mình nên là người đón tiếp. Và mình đón tiếp đã chu đáo, đã nồng hậu rồi, nhưng mà người khách kia vẫn cố tình gây hấn, vẫn cố tình muốn làm mình hoặc là cha mẹ mình bẻ mặt, thì mình cũng không cần kiêng nể làm gì các bạn. Hồi xưa tôi hiền lắm, à, ai hỏi, ai bới móc cái gì thì cũng cười trừ cho qua thôi. Nhưng mà bây giờ khác rồi các bạn, khác rồi. Tại vì nói thẳng ra, Tết là cái dịp để chúng ta hỏi thăm nhau, để chúng ta dành cho nhau những cái gì tốt đẹp. À, năm cũ bước qua năm mới lại tới, chứ không phải là để bới móc nhau, để tìm kiếm những cái gì chưa thành công, chưa đẹp đẽ của nhau mà lôi ra, mà cười, mà so sánh. Với những người như vậy các bạn cũng không có cần nể nang làm gì. Các bạn cứ hỏi lại là tại sao lại muốn biết cái điều này. Hỏi tới là họ sẽ im thôi, họ sẽ không có hỏi các bạn nữa. Và một lần như vậy thì sau này đảm bảo với các bạn là họ sẽ không hỏi lại các bạn nữa luôn. Vì họ biết là à, đứa này khó rồi, cái này khó nhai lắm, cái này không có chọc ghẹo được. Mình làm như vậy có thể một số phụ huynh sẽ khó chịu đó. À, ba mẹ mình sẽ nói rằng sao con lại nói chuyện với người lớn như thế. Thì lúc này các bạn cứ viện lý do là tự nhiên con nhớ con có việc này việc kia, các bạn đi thôi. Không cần thiết phải giải thích làm gì. Rồi sau khi khách về các bạn mới giải thích với cha mẹ mình lý do tại sao mình nói như vậy. Cả nể là một cái căn bệnh mà hầu hết người Việt Nam người nào cũng mắc phải. Nhất là trong cái văn hóa hỏi đáp và bia rượu. Nhắc tới bia rượu là bắt đầu ép uống lúc Tết, đúng không các bạn? Nhiều người lắm, nhiều người hay lắm, cứ nghĩ là Tết rồi lâu lâu nhậu cái có sao đâu. Nhưng mà theo thống kê các bạn, số vụ tai nạn mà do bia rượu gây ra quá nhiều, dẫn đến những cái hoàn cảnh thương tâm quá nhiều. Thành ra nhà nước mình mới ra những cái luật lệ về bia rượu và lái xe để phòng tránh rất là gay gắt. Vậy nên nếu vui thì mình uống một chút. Còn nếu mà không vui hoặc mình không đủ sức khỏe để uống, không sẵn sàng để uống thì các bạn cứ từ chối là dạ con hay là em bị dị ứng với cồn, uống vào là nó nổi người. Hoặc là dạo này là đang kiêng rượu, kiêng được bao nhiêu tháng rồi nên bây giờ không có uống được. À, hoặc là lần trước uống bị cái gì đó nên là lần này không dám uống nữa. À, xin lấy trà thay rượu hoặc là thông cảm. Nếu ai có dè biểu, ai có cười cợt thì cứ mặc kệ họ. Bởi vì khi các bạn xảy ra chuyện, họ không phải là cái người gánh vác, mà chính là bản thân các bạn và người thân của các bạn bị ảnh hưởng. Đó, đừng có sợ mất mặt, đừng có sợ bị người này người kia nói, mà mình ép mình vào cái tình thế đáng tiếc sau này nha. Bia rượu là để thêm vui chứ không phải là thêm những cái nhọc nhằn lo âu ở phía sau. Các bạn đi nhậu về trễ, ai là người lo lắng? Các bạn bị này bị kia, ai là người chăm lo? Hãy nghĩ tới những trường hợp đó mà dừng cái chén rượu vào đúng cái đô của mình. Đừng có vì một cuộc vui mà hại cả cuộc đời nha các bạn. Thì đôi lời nhắn nhủ vào dịp cuối năm, cũng mong là sau cái tập này qua năm mới chúng ta sẽ cùng nhau nói về những cái niềm vui và thành công nhiều hơn. Trong năm tới CD Radio sẽ cố gắng phát triển nhiều hơn cái mặt phát triển bản thân, cũng như là chia sẻ về những câu chuyện đời sống để các bạn có thể tự mình xem đó là những bài học rút ra cho bản thân. Học hỏi được cái gì thì mình học, còn nếu không thì các bạn có thể nghe như là giải trí tâm sự. Và hy vọng năm tới đây chúng ta sẽ cùng nhau có thêm nhiều điều thuận lợi, nhiều điều may mắn và thật nhiều sức khỏe nha các bạn. Tập podcast cuối năm ngày hôm nay có lẽ sẽ kết thúc tại đây. Chúc cho các bạn ăn một cái Tết thật là lớn, thật là vui vẻ, thoải mái cùng với người thân và gia đình của mình. Thật ra Tết rất nhẹ nhàng nên đừng có tự áp lực mình với Tết nữa nha. Rồi, cảm ơn các bạn một lần nữa và nhớ đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo nếu các bạn cảm thấy kênh CAD Radio hữu ích với mình nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.